Nha đam mùa ra hoa, cây kiểng trồng trong chậu. Chúng ta có cái chậu trồng như thế này thì rất là tốt, thoát nước tốt cho cây. Một cây chính nó sẽ là một lô sông cây con đó. Nhưng mà chúng ta phải thấy là nếu chúng ta trồng ở cái chậu kiểng như thế này, đó là quá tuyệt vời. Chưa nắng cái này mà cũng tưới luôn này, không nắng không tưới là héo luôn này đó. Và cây nha đam cần nước nhưng nó lại thoát nước nha, cái rễ nó không có chịu được nước nhiều đâu. Vườn nha đam nhà mình hôm nay đang nở hoa, nhưng mà mùa này là mùa khô đó. Mùa khô nên là cây nha đam ra hoa này đó. Những cây hoa nha đam mà ra hoa nhưng mà hoa nó màu vàng như thế này thì cái giống này mới đúng là cái giống nha đam giống Mỹ nha các bạn. Đó. Đây đang thay thế những cây trồng những cây nhỏ lại. Đó, vườn nha đam nở hoa rất là đẹp. Mời các bạn đi đến thăm vườn nha đam mùa khô. Rất là may, mùa này là hoa nha đam đang nở. Hoa nha đam nở. Đây là từ xa này, những bông nha đam đầy luôn này. Đó. Đó. Thấy không? Rồi. Thấy nha đam xa này, nha đam gần này, đó. Và tại sao cũng cây nha đam này nó lại có những bông hoa màu vàng như thế này? Đó. Thì chúng ta biết đây là cây nha đam giống Mỹ, giống bạc ba Densis Miller. Đó. Cái bẹ nó rất là to và hoa phải là hoa màu vàng nha các bạn. Đó. Đó. Mùa nha đam nở. Đây là những cây nha đam đã được trồng trên 3 năm rồi và tới nay hoa nở rất là đều, rất là đẹp. Yêu quá nha đam ơi. I am forever. Nha đam bạc ba Densis Miller. Đẹp không các bạn ơi? Đẹp. Đẹp không? Nhảy qua.
Nó cầu khúc.